Chào mừng các bạn đến với vietblog.vn, nơi mà các bạn có thể mua robot nhanh, rẻ và cực kỳ uy tín, cũng như là cày thuê các game, tựa game hot hiện nay, và có thể mua premium một cách nhanh chóng và đầy uy tín. Nếu ngươi ngay tay chân thì hãy mua những vật phẩm ngoài đời cực kỳ chất. Hãy đến với vietblog.vn, nơi các bạn lại mua robot giá rẻ cực kỳ uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến kênh của mình Dân Cày TV, và hôm nay sẽ chơi tựa game Anime Fighter Simulator. Là một tựa game mới cho ít năm lúc và ít năm time anh em, quá dữ. Và mới cho như là tầm thứ 7 tuần này, update mới, update là map là map Yu-Gi-Oh anh em à. Đấy, đây là cây 3, nghĩa là cây 3 nè, Yu-Gi-Oh có không ta? Đây những cái thẻ bài nè, đúng không anh em, nhớ không? Đây thẻ bài này, cái bộ cạc hay là cái Robin cạc này, nó cũng ngon đấy nè. Còn đây à, đây là Android cạc. Còn bên này là ai đây? Này là cây 3. Bên này là cái thằng gì mà mặc áo đỏ đỏ trong cái phim anh em à, mình nhớ mà. Cái ông đó hình như là cái bá tước gì đó đó à, mà họ cũng kệ đi. Rồi, sau cây cái thằng đảo thế thôi. Và hôm nay mình có một admin có cái bất ngờ cho anh em. Đó chính là New Only Latement Trial. Thì do là mình bận về việc thi quá, mình không có thời gian làm video anh em à. Không là gá hưởng quá rồi. Đây, nó có nè. Level cap max là 305. Bây giờ con mình là level 290. Con này 300. Con này 292 ngày 300 và 3 ngày để kết thúc. Con này 4 ngày nữa là max level nè. Nói chung thì cũng được. Max level thì nó cũng gọi là tham cao đấy, chưa bỏ vô nha. Chắc chắn với anh em luôn thì mình bây giờ đã hơn đâu có tầm 40 100 DPC rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình sử dụng boost nha. Boost này thường mình thường sử dụng boost này. X3 đam 108 DPC. Quá tuyệt vời, đỉnh của chấp anh em à. Thì do là có X5 time này đấy, nên mình đã ủ hết tất cả luôn anh em. Mình lấy mình ủ hết, mình limit backship hết nè anh em à. Đây, limit berserk hết luôn. Đó à, limit berker chứ. Đấy, cứ chia một ngày là 5 ngày thôi. Thì mình gắn treo tầm 1 ngày thì chắc event này tầm thứ 2 là hết anh em à. Giờ mình đi từ tay đến tính sáng ngày mai thì chắc cũng ổn. Cũng vì ngày 5 ngày thành 5 ngày thì những cái ủ này cũng như coi xong. Đấy, trời đỉnh cao chưa. Này còn 3 ngày thì treo thì chắc treo ngồi đó treo trong cái Time Chaber này anh em. Cái Time Chaber thì lâu lâu anh em nhận được những cái fruit cũng khá là ngon ha. Này, Time Chaber thì mình được tăng chút xíu là 5.5 nha anh em. Đấy, mình không đủ điều kiện để đi xấu. Rồi thì chúng ta sẽ đến cái trial mới nha. Thì cái trial mới này thì chúng ta có những độ khó như sau. Đây, mình cho anh em độ khó nha. Thứ nhất, đây là easy, normal, hard và extreme. Extreme á, thì extreme chúng ta có tác dụng như sau. Thứ nhất là cho mình mở thêm cái gọi là star, là mở thêm trứng. Đây, mở thêm trứng bằng extreme là cái này. Đây, thứ hai là mở thêm slot. Thì mình đã đạt được 43 rồi, mình kén lên 50 rồi, mình sẵn kéo anh em. Thì anh em nếu mà anh em chưa lên thì lên. Mình 43 nên còn yếu lắm. Đấy, mình phải gán mạnh hơn thôi. Rồi thì đó là về cái UL extreme trial, nhưng gọi là extreme ha. Là hard nha, này normal nha, này easy. Thì hiện tại các bạn mà không nạp tiền luôn ấy, đội hình các bạn mà chơi lâu ấy, các bạn dư sức đi hot à ha, đi tầm 20-30 gì đó. Ừ, cũng có thể là 40. Rồi thì sẵn có cái trial này rồi, mình đi cho anh em xem được cũng được. Đây, cho nó xuống dưới ha. Ok, 45 giây nữa. Không biết con quái nó có mạnh hơn thường hay không thôi. Vãi anh em. Một con quái 5Z. Ôi giời ơi, mình nói thiệt, cái trào này hơi bị nhiều tiền nha anh em à. Quýnh thử nhẹ con nha. Ôi, một con quái 5Z thì chắc quýnh 5 phút không nổi đâu. Thề, khó lắm. Kiểu là mình phải lấy hết tất cả toàn bộ tài sản của mình ra. Ôi,
một con 26E lụm, bút tiền chưa, bút tiền chưa anh em. Đó, quay 29E đỉnh thật sự thằng nào ơi. Không biết nói anh em à, mới vừa vô cái gọi là extreme, vậy là những bạn mà kiểu như mình ấy mà ít cày game anh em fighter này thì các bạn chỉ đi được hot thôi, còn mà kiểu extreme thì còn lâu anh em à, kiểu mình phải treo liên tục luôn ấy để có thể đi extreme này nè. Ủa còn mở nè, ảo gì trời, đi swarm nha. Thôi extreme thì thấy cũng được, mình nghĩ là mình sẽ cố gắng đi extreme nếu có thể. Mình sẽ cố gắng gọi là nâng cấp đội hình mình lên đáng hiện, thì phải đợi ba con này ra, mình phải đợi ba con này ra, thì ba con này trung bình có time hiện nay nha anh em, quá đỉnh cao luôn đấy. 3 ngày đúng không, 3 ngày mình treo tầm 15 tiếng á ta, 15 tiếng thì 75 giờ, 15 tiếng là mình xong con này, và con này chỉ một ngày chưa chắc thì xong con này đâu, tại vì ngày mai là hết rồi. Con này cũng vậy luôn, một ngày luôn thì sẽ có anh đợi thôi, vô cái tham chạy bơ này chiêu rồi. Thì cách cày của chúng ta hiện tại có ít năm lúc ấy, nên các bạn dân cày rất là tiện lợi cái này nè. Các bạn chỉ cần lấy đây, mình có bùi được hình sẵn nè, đây mình bui tất cả trò lúc luôn, ở bắt xịp lúc mình bỏ vô hết thì mình có tổng cộng hơn 18 lúc, chưa kể mình bóp cái lúc 7 màu là 20 lúc nha anh em. Đấy thì 20 lúc này ấy, anh em thể quay được thì quay một cách rất là dễ dàng, nhưng mà mình quay hơn cái triệu chứng nó ra như ta quên rồi, hình như là quay hơn này 1.038 chứng. Và không ra, nó không hề ra nha, nên ra mình quá chạy sức lực nè. Để cho anh em kem xem Yuka đúng không. Yuka họ một đống luôn anh em ạ, quá trời luôn, nhưng mà không có divide nha, nó không có divide luôn ấy nè. Đây hay là ưu tiên nè, đó nó không hề có divide cho mình luôn. Mình chỉ có một divide nhất là cái con Flaming Hero rồi thôi, giữ xài chơi chơi, không biết có đủ mạnh không, đi cho luôn không, ICT đây chưa đủ mạnh. Ok, và đó là toàn bộ của ngày hôm nay. Giờ bây giờ các bạn chỉ ngồi chill đi, các bạn không làm gì cũng được, ngồi chill cũng được, hay ngủ con boss này nè, cái con mỏm nè, con boss trên đây đó. Thì các bạn dưng cày thì chỉ cần up đội hình các bạn lên tầm 20 win là đủ rồi, cũng quá đủ rồi. Hoặc là các bạn up đội hình các bạn lên 40 win cũng được, nhưng mà các bạn chỉ chill đi. Hiện tại tranh thủ cực kỳ chill, cực kỳ nhanh lên, tại vì chill hiện tại rất là lợi thế cho các bạn luôn ấy. Thậm chí cái bút của các bạn á, cái bút này nó không mất ít năm đâu, nên đừng lo nha. Đó, ok, bye bye, chúc anh em có ngày vui vẻ, và nếu như anh em muốn mình làm về game gì hãy comment bên dưới và đăng ký kênh giúp mình nha. Giờ thì bye bye.